This is my garden. Have many flowers. This is flower purple. Flower purple is very nice, beautiful. This is my tree. And many tree. This is tree. This is tree. Tree nha đam nè. Cây mai nè. Đây là những cái cây rau cải. Cây rau cải. Cây bèo nè. Và qua đây là những chậu cá này. Gõ thế này là cá nó lên nè. Đây là lũ cá kiểu mình cho nó ăn là nó sẽ lên. Đây. Rất nhiều cá lên đúng không? Gõ thế này cá tưởng cho nó ăn đấy mà. Hai con ốc luôn á, đây là hai con ốc sên á, một con mà với một con này. Hai con ốc sên này, hai con ốc sên này. Khi bạn gõ thế này thì những con cá tưởng là đến giờ cho nó ăn. Nó chảy ra, nó ăn. Đây. Đây là cái khoảng sân mà nó đang ướt, nó vừa mới trời vừa mới mưa này. Đây là một cái chậu rau muống rất lớn. Nó đã được ngắt rau hôm qua. Hôm qua đã bị xử lý. This is rau muống. Rau muống. Có rất nhiều rau muống. Cái rau muống này bị mất chất này, bị thiếu chất này. Cái rau muống này bị đột biến gen này. Nó có nhiều nhanh này. Đó, nó bị đột biến gen này. Thấy không? Đã bị đột biến gen rồi. Và đây, đây là những cây rau má. Cái lá hình trái tim mọc ở trong vườn. Cái chậu này.